nhìn thấy được. Nếu không kịp thời hóa giải, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới hiện thực. Tai họa, chiến tranh, dịch bệnh, vân vân đều đến từ đó. Cho nên cần có bổ mộng sứ bắt những mộng cảnh này vào mộng cầu, đưa đến mộng giới. Mà sự tồn tại của mộng tháp chính là để hóa giải mỗi giấc mộng bất thường. Phòng hóa mộng lần trước mà ngươi tới chính là nơi chúng ta hóa mộng. Ở đó ta có thể mở ra mộng cảnh trong mộng cầu, mà hóa mộng võ sĩ sẽ phải tiến vào mộng cảnh, dùng mọi cách để tìm ra ngọn nguồn giấc mộng và phá giải nó. Quá trình này sẽ vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được phép lơ là. A Lập chính là vì hóa mộng thất bại mà chết. Bạch tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Ồ, ngươi thì hiểu được cái gì rồi? Ý chị là việc hóa mộng vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết. Xem ra ngươi chỉ nhớ mỗi câu này. Tháp của chúng ta trước kia còn có một vị tiền bối tên là A Lập, đã chết trong quá trình hóa mộng. Gọi tiền bối gì chứ? Hắn là bạn tốt của võ ca, ngươi gọi Lập ca là được. Phải đến Lập ca còn gặp nguy hiểm. Chị để một người mới mình ta làm bởi TV hay chẳng phải là tới tìm cái chết à? Yên tâm đi, cũng không nghiêm trọng thế đâu. Chết trong mộng giới thì vẫn còn sống trong hiện thực. Thực ra không phải là chết thật. Thế mà cô chủ nói nó đáng sợ thế, vậy ta sẽ đi. Ồ, người chắc chứ? Ta đương nhiên là chắc rồi. Không chết thật thì còn sợ gì nữa? Đừng đồng ý quá sớm, chứ này không phải không mất gì đâu. Người từng chết trong mộng giới, trong hiện thực sẽ mãi mãi mất đi một thứ. May mà không mất cái gì. Chị là ai? Ta đang ở đâu? Quán cà phê một góc giấc mơ. Ta là cô chủ ở đây. Ngươi có thể gọi ta là Mạnh tiểu thư. Sao tôi lại ở đây? Lúc xế chiều đóng cửa trông thấy cậu nằm ở bên lề đường. Ai còn không biết tưởng là người tuyết bị đổ nữa. Bây giờ là ban ngày. Ngươi cứ thế mà ngủ à? Ngủ cả một ngày, gọi kiểu gì cũng không dậy. Chẳng lẽ lâu như thế ta đều đang nằm mơ? Xem ra cậu còn bị cảm nhẹ. Đợi đã nhé, ta rót cho cậu cốc cà phê. Mạnh tiểu thư, ngày khác tôi sẽ đến nghe chị kể chuyện. Muốn chết à? Đi mà không nhìn được.
Nằm mơ mà coi là thật rồi. Đại gia, cha tôi mới đồng đi mà. Đại gia, tôi đã mấy ngày không ăn gì rồi. Đại gia, tên ăn mày rách nát kìa. Cút. Nhậm tiểu xúc, khéo quá nhỉ, lão già xấu xa, không ngờ lại gặp ở đây. Thì sao ông chuyển từ bên Thiên Kiều sang đây hả? Đã nợ ta tiền bảo kê mấy tháng rồi. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ngươi đợi đấy cho ta. Cảnh sát xấu xa, ngươi còn không biết mình chọc vào ai đâu. Dám thu phí bảo kê ở địa bàn của ta, còn để ta trông thấy các người thì đánh chết luôn. Cút. Đi, đi. Anh cảnh sát, cảm ơn nhé. Không có gì, không có gì. Làm ăn không tốt, làm gì có tiền giao phí bảo kê cho đám ôn thần đó. Thật sự là đa tạ. Làm tròn chức trách thôi. Ta đời này ghét nhất đám người ác. Có thể nhìn ra được anh đúng là có lòng thương người. Ông tưởng ông kiếm tiền chính đáng hả? Ta còn không biết chắc, em cũng là loại lừa đảo đúng không? Không, 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 anh cảnh sát, anh nói đùa rồi. Bản tiên thề với trời, trước nay chưa từng lừa gạt ai bao giờ. Bản lĩnh là do tổ sư gia chuyển lại, để tế thế cứu người, giải nạn. Thế ư, ông nói mình không lừa đảo. Thế thì ông bói cho ta một quẻ. Nếu nói không đúng... Không, không, anh muốn hỏi vận thế hay là nhân duyên? Tên mù, ông nói xem, gần đây ta gặp phải chuyện gì không vừa lòng? Nói đúng thì ta sẽ tha cho ông. Nói sai, ta bắt cả ông và sạc về. Anh cảnh sát, xem anh nói kìa. Anh cảnh sát, cái này anh có thể cất đi được không? Cái này của anh, tôi trông sẽ nhức đầu. Chẳng phải ông thần cơ diệu toán ư? Sao? Còn chưa tính ra à? Anh cảnh sát, tôi không có ý này. Ý tôi là, ý ông là không muốn báo cho ta. Bói, bói chứ. Tôi xem bây giờ đây. Anh cảnh sát, ta không xem tay. Nam nhân xem mặt, nữ nhân xem tay. Nam nhân xem mặt, xéo ra. Tục ngữ có câu, phúc họa cả đời đều ở ấn đường. Anh cảnh sát, tiểu tiên thấy anh có đường đen đen, sắc mặt hơi đỏ. Hôm nay e là hơi nóng sốt. Anh cảnh sát, đợi một lát nhé. Tại hạ ở đây có một hộp thuốc, có thể tiêu bổ âm dương, thanh nhiệt hạ hỏa, nhuận tràng thông tiện, ngày mai sẽ thoải mái hơn nhiều. Tên mù, ta hỏi gần đây ông gặp phải chuyện gì?
Ông nói đông nói tây gì thế? Anh cảnh sát, anh không biết đó thôi. Gần đây tôi gặp phải một chuyện kỳ lạ. Nói cho anh nghe, hôm qua có một người tâm thần hỗn loạn đến tìm tôi. Nói ngày nào hắn cũng mơ một giấc mơ. Bởi TV2.org trong giấc mơ lần nào cũng bị cá ăn. Tôi thấy tuổi hắn còn trẻ, nhưng khí sắc ảm đạm. Anh cảnh sát, đó không phải là người bị tâm thần chạy ra từ y quán đấy chứ? Tên thần kinh này, tên mù, nói vớ vẩn gì thế? Anh cảnh sát, đau, đau, đau. Tôi có cho thuốc vớ vẩn đâu. Đại tiên. Lại là anh. Anh cảnh sát, không sao, cảnh sát đang giãn cơ thông máu cho tôi. Anh cảnh sát, có người mang cơm trưa đến cho tôi rồi, hay là cùng ngồi xuống ăn bát mì trước đã? Quán mì ở ngay bên cạnh, mì ngon cực đấy. Đại tiên, mì của ông đây. Ông chủ đã nhắc nhở rồi, kinh doanh nhỏ không được cho nợ nữa. Mong đại tiên lần này nhất định phải trả hết nợ. Nếu đại tiên không cần mì thì tôi đem đi đây. Cô xem, bản tiên hôm nay còn chưa mở hàng. Chuyện này... Anh cảnh sát, thuốc của anh. Anh. Xin lỗi. Lần này vẫn không dùng yểm thú. Đến đây. Một tháng một lần cũng không sợ mệt. Anh thật sự muốn thì cho anh làm. Thế thì sẽ mất hết thú vị. Nam nhân phải thắng bằng thực lực. Cho nên, cậu chọn một nơi có địa hình có lợi cho cậu. Nam nhân không cần phải chấp vặt. Đầu hàng đi, đừng có mơ. Tôi đã thắng liền 3 tháng rồi, không nhường tôi được à? Nam nhân, phải thắng bằng thực lực. Được, thắng sau, cậu chờ đấy cho tôi. Tập 8. Bà ơi, là cháu đây mà, Tiểu Sung đây. Hả? Tiểu Sung? Vâng, vâng. Cha nói cháu là cháu trai ngoan của ta, Tiểu Sung. Này, đừng có đùa.
Cháu trai ta ở kia. Bà ơi, đó là con chó nhà bà. Mà họ Hoa, tên là Thông Thông, đó là Đại Thông. Cháu mới là Tiểu Sung. Đây, bánh đậu sang mà bà thích ăn nhất. À, bà nhận ra rồi, cháu mới là cháu trai ngoan của ta, Tiểu Sung. Đúng, đúng, đúng. Bà à, cháu chính là Tiểu Sung của bà. Đúng rồi, cháu trai ngoan, bà cũng có đồ ngon cho cháu đây. Thứ gì ạ? Cháu đợi nhé. Cầm lấy. Kẹo hỉ? Ở đâu xa thế? Bà lại lén trốn ra ngoài đúng không? Đây là người ta tặng. Hình như là nói đại xá gì đó muốn cưới vợ bé, cho người đi phát cho từng nhà. À cũng có. Này, Diệu Diệu, ta nghe nói ngài đại soái lại lấy thêm một vợ bé nữa. Đừng nhắc đến ông ấy nữa, một bó tuổi rồi, còn lấy một cô vợ Tây. Ngài đại soái, ông ấy không lẽ muốn lấy một cô vợ bé người Tây? Ấy, sao cháu lại biết? Cháu mơ thấy. Ồ, ngài đại soái mà, năm nào ông ta chẳng lấy vợ bé. Có mấy náo nhiệt lắm. Trên đường đông nghẹt người, chỉ xe hoa thôi đã mấy chục chiếc rồi. Chỉ là cô vợ Tây đó không đẹp bằng bà, nhưng tóc cô ta là màu vàng, như nữ vương ấy. Bà ơi, kẹo này, kẹo này không ngon, kẹo này không ngon. Cháu xem sợi dây đỏ tím vàng thế đẹp con gì, bà giữ cho cháu đấy. Ôi cảm ơn bà. Không cần cảm ơn. Cháu muốn cảm ơn thì mau đến quán vàng ứng sướng long mua cho bà cái nhẫn vàng đi. Nhẫn vàng? Nhẫn của bà đâu? Chính là cái tín vật định tình mà ông tặng bà ấy. Đâu rồi? Nhẫn của bà đâu rồi nhỉ? Chắc chắn lúc nãy đánh cháu bị rơi rồi. Cháu phải đền. Không thể nào, cháu nhớ rõ lắm mà. Lúc đó bà đã không đeo nhẫn rồi. Tiểu tử thối, để cháu nói xem nhẫn của bà ở đâu. Bà ơi, bà đến phòng bếp xem cái giỏ đựng rau của bà có không. Tìm thấy rồi. Sao cháu biết? Lúc bà đặt bánh đậu xa xuống, con chó này không thèm liếc mắt nhìn. Thế thì có liên quan gì đến cái nhẫn? Bà nhất định đã cho nó ăn no rồi. Cho ăn gì nhỉ? Thịt trong nhà bếp. Nhà bếp của bà chỉ có mỗi miếng thịt đó thôi. Cho nên bà chỉ đánh thái thịt ra. Đúng thế. Nhưng mà đeo nhẫn thì làm không tiện, bà chỉ đánh tháo ra. Chẳng bếp loạn như thế, chỉ có cái giỏ đựng rau là sạch. Bà không để ở đó thì con có thể để ở đâu? Giỏi đấy. Còn nữa, bà à, bà không lẽ định lừa cháu? Sao lại nói thế? Bà chỉ muốn nói cháu không hổ là đứa cháu trai ngoan mà bà nuôi lớn. Được rồi, chuyện nhẫn vàng cho qua đi. Bà lại trộm cái gì của cháu rồi? Trả lại cho cháu. Bà trộm bằng khả năng của mình. Sao phải trả lại chứ? Thôi, không còn nhẫn vàng, nhẫn bạc cũng được.
Tiểu tử này và bà nội bá đạo của hắn đúng là thú vị. Ta cược con người hắn nhất định có chuyện gì đó. Vân Sang Thương, Giang Thủy Ương, ai không có một câu chuyện chứ? Thiên mệnh tạo hóa không do chúng ta định, mặc nó là gì. Ngươi cả ngày ra vẻ trưởng giả như thế, ngươi nói không mệt nhưng ta nghe biết mệt. Chúng ta quen thân như thế rồi, có thể ân cần hơn được không? Nói chuyện tử tế được không? Ngươi ngày nào cũng làm nhảm đã mấy trăm năm rồi còn không thấy mệt, ta sao có thể thua kém ngươi? Ta có phải ngày nào cũng nói đâu, ta chỉ là không chịu được nữa mới nói. Tôi cảm thấy ngươi nói chuyện như thế thể hiện mình rất có văn hóa à? Không muốn thô kệch mà thôi. Quá khen rồi, đa tạ. Ta cho ngươi biết, ngươi ấy à, tự luyến cộng thêm cổ hủ. Quen ngươi ta mới nói thôi. Đi thôi. Mẹ ơi, âm hồn bất tán, cứ ngủ là mơ thấy võ tôn tử, đúng là ác mộng. Trở lại rồi à? Phản ứng mạnh thế. Trở lại rồi. Thật sự không phải mơ à? Thật sự là cứ nằm mơ lại quay về mộng giới à? Thần linh ơi, nếu đã trở về thì đi hóa cái mộng cầu lần trước đi. Cô chủ, bà tí tí, phá mộng đúng không? Không thành vấn đề. Nhưng trước khi trở lại, ta có đánh răng rồi. Trước khi đi ngủ đánh răng rất là quan trọng. Đợi ta trở về đánh răng xong, lập tức quay lại. Ta đây không làm phiền hai người nói chuyện nữa. Tiểu Sung, đừng có giả vờ nữa. Lần hóa mộng này, cậu không trốn được đâu. Hôm qua cậu đòi về thăm bà, lần này đừng kiếm cớ nữa. Nam nhân phải có trách nhiệm. Cô chủ, lần trước chẳng phải chị nói hóa mộng nguy hiểm lắm? Ta, cô chủ, đừng nghe hắn nói nhảm. Không còn sớm nữa, để ta đưa hắn lên đường luôn. Lên đường? Gì cơ? Chị chủ, hắn nói gì? Ta còn trẻ như thế, ta không muốn chết. Ta còn một ước mơ chưa được thực hiện. Võ ca, đừng có sợ hắn nữa. Tiểu Sung, đừng sợ. Tỷ tỷ chỉ là muốn võ ca đưa cậu đến một nơi khác trước. Ta có một dự cảm không lành. Nơi đó có khi nào rất nguy hiểm không? Yên tâm đi, không những không nguy hiểm mà còn vô cùng thú vị, còn giúp cậu thăng tiến lớn, thoát thai hoán cốt, trở thành hóa mộng võ sĩ chân chính. Bạch tỷ tỷ, lời này của chị với lưu đại võ sư của Hồng Phong võ quán năm xưa lừa ta bái sư giống hệt nhau. Nếu không phải sau đó hắn bị bà nội một đầu tóc bạc của ta đuổi khắp phố kêu cứu, thì ta suýt tin đấy. Bà Hòa, xem ra cậu không tin lời chị đây. Thần linh ơi, bà tí tí, đây chính là chất thành quả mà ta tu luyện ở nơi đó. Thần linh ơi, lợi hại như vậy mà là chút thành quả. Thế thì ta biết rồi. Bạch tí tí, để không phụ lại niềm mong đợi của chị, ta nhất định sẽ đến đó. Được, thế thì để võ ca đưa cậu đi ác mộng tự. Ác mộng tự? Khoan, chẳng phải là mèo yêu già nói xung cái đó không thái bình à? Có võ ca hộ tống, mấy chuyện đó đều là vặt vãnh.
Yên tâm đi. Bạch tỷ tỷ, ta chẳng yên tâm tẹo nào cả. Có thể đổi người khác được không? Chị hoặc là Nhan cô nương đều được. Cậu quên rồi, lần trước Diệu Diệu bị cậu chọc tức, đã đưa Nhan cô nương đi săn thú cùng rồi, đến giờ còn chưa về. Ta là tháp chủ, đương nhiên không thể tùy tiện rời khỏi, cho nên chỉ có thể giao cậu cho võ ca. Sau này hai người sẽ là đồng bạn. Cô chủ, chuyện làm cộng sự ta còn chưa đồng ý đâu. Ta chỉ đồng ý đưa hắn đi. Nếu hắn không cẩn thận, có mệnh hệ gì, ta sẽ không phụ trách. Bạch tí tí, chị xem võ gia, ta đi một mình còn hơn ấy. Cậu đi một mình cũng được, chỉ là hơi khó để sống sót trở về. Thế thì ta sẽ đi cùng võ gia. Thế mới đúng chứ. Trên đường phải hòa thuận với võ ca đấy. Đúng rồi Tiểu Sung. Hả? Chiếc nhẫn trên tay cậu gọi là yểm thú, tuyệt đối không thể đánh mất. Ngoài trừ việc ra vào mộng giới, lần này đến ác mộng tự, cậu sẽ hiểu tác dụng thực sự của nó. Đây là bảo bối thì ta biết, nhưng nó còn tác dụng gì khác không? Đợi cậu đến đấy, gặp được ác mộng tăng đại nhân sẽ biết thôi. Trong ác mộng tự có ác mộng tăng. Cái tên nghe đã thấy sợ rồi. Được rồi, đừng đoán mò nữa. Trên đường đi có thể hỏi võ ca. Đi mau đi, nếu không võ ca sẽ tức giận đấy. Này, lần này phải sống sót trở về đấy. Bà tỷ tỷ, chị đừng có dọa ta nữa. Ta đi đây. Võ giả, ác mộng tăng là ai thế? Đến rồi người sẽ biết. Anh, biểu cảm đó là gì hả? Tháp chủ, ngài bảo tôi ở lại là có chuyện muốn phân phó à? Thành Thiên, cô là võ sĩ mạnh nhất trong tháp, cũng là người ta tín nhiệm nhất. Chuyện này sao cho người khác làm? Ta không yên tâm. Tháp chủ, cứ phân phó, tôi sẽ tận lực. Chuyện này chỉ có chúng ta biết, không được nói cho bất kỳ ai. Vâng, ta muốn cô đi ác mộng tự lấy cho ta một thứ. Tuân lệnh. Thank you.
cẩn thận. Diệu Diệu, may mà em ra tay kịp thời. Lúc nãy chị sợ chết đi được. Sợ gì chứ? Bản tiểu thư đã bao giờ thất thủ đâu. Đến tay rồi. Diệu Diệu giỏi thật đấy. Lần trước hóa mộng đều nhờ em. Lần này săn thú cũng... Thế còn phải nói. Có em ở đây thì không sao hết. Chị lần nào cũng ngốc nghếch. Chị không cần trách bản thân. Đi thôi, về muộn cô chủ sẽ lại lải nhải đấy. Diệu Diệu, đó là gì thế? Thử thách lớn đến rồi. Tập 9, sâu trong vần mộng. Thời tiết quái quỷ gì thế này? Gió thổi kỳ lạ quá đi mất. Võ gia, khoảng bao lâu nữa? Đến rừng vân mộng rồi. Đây là... Võ gia, đợi tôi với. Anh đi đâu thế? Đi theo ta. Bị lạc thì đừng có trách. Đợi đã. Chị chủ nói rồi. Ngươi có phải được để gặp nàng hay không đã? Này, này. Cái tên võ tôn tử này vừa nhìn đã biết là không có lòng tốt. Nhưng nếu mà mình quay về, ai biết được cái nơi quái quỷ này có còn nguy hiểm gì không?
Thần linh ơi, không ngờ lại có một nơi như thế này. Nhậm Tiểu Sùng, người chơi đùa đủ chưa? Đi nhanh lên có được không? Này, võ giả, khu rừng này có nhiều thứ kỳ lạ thật. Anh đợi tôi với. Đi nhanh thế để làm gì? Tôi làm sao mà theo kịp được? Lúc người bỏ chạy chẳng phải tốc độ lắm sao? Sao có thể không theo kịp? Võ giả thần biết nói đùa. Tôi nói kỳ lạ như thế này, tôi lỡ như bị lạc. Anh không sợ chị chủ trách phạt à? Bị lạc càng tốt, đừng có lấy nàng ra dọa ta. Lúc đến đây, chị chủ đã dặn dò. Đây là mùi gì? Thơm thế. Nhậm Tiểu Sùng, đừng có ngửi. Võ gia, anh định đánh chết tôi à? Nếu ta không đánh cho người tỉnh lại, tôi sẽ hôn mê suốt mấy giờ. Đến lúc đó đến bản thân mình chết như thế nào cũng không biết. Mùi hương đó không được ngửi, là túy tiền mộng linh xì hơi. Làm gì có kiểu xì hơi nào thơm như thế? Võ gia Võ gia
cho giờ đúng không? Muốn tính kế ông nhà ngươi, tỉnh thì lại đây đi. Thằng cháu nghe lời thật đấy. Có ai không? Võ gia, Võ gia, ngài Diệu Diệu, sao cô lại ở đây? Đây. 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 Tôi đang hỏi cô đấy. Đợi ta với. Đây. Diệu Diệu. Kỳ lạ, sao lại vào đây chứ? Nhậm Tiểu Sung, Võ gia, thì sao anh ở đây? Tôi đang tìm anh đấy. Nơi này có vấn đề. Anh sao thế? Võ gia, đừng mặc kệ ta, mau đi đi. Võ gia, anh Minh Thần Võ. Vậy thì tôi đi dò đường phía trước đây. Nhậm Tiểu Sung, ngươi bỏ chạy thật đấy à? Đang chết dòng chết, trái chết phải chết, không phải là con gái đâu. Tại sao lại tìm được cứu anh độc quyền một lời mời chạy hay thành hạ ta? Ta còn lâu mới lo cho anh. Đi chết đi. Nhậm, lên đây. Đi. Nhậm Tiểu Sùng, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống. Chỉ cần ngươi đứng im ở đây, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu à? Nếu như hắn không đáng chết, nặng quá, thì quỷ mộc mà hắn cõng cũng không giết được hắn. Chạy mau lên. Sao lại không chạy nữa? Đòi mạng à? Ai cần giảm cân rồi đấy. Nếu lão tử không đi tìm ngươi thì sẽ rơi vào hoàn cảnh này sao? Bên này. Bên này.
Không đúng, không đúng. Bên kia. Bên này. Võ Gia, anh không nhớ nhầm đường đấy chứ? Phải ít thôi, nghe lời ta. Bò lên, đi bên này, sắp đến nơi rồi. Võ Gia, lần này em không chết, anh phải cảm ơn tôi đàng hoàng đấy. Trước kia là ta không tốt, lần này Võ Ca nợ ân tình của người sẽ trả lại cho người. Cảm ơn. Hoan đã, đi mau lên, sắp ra ngoài rồi. Võ Gia, anh vừa rồi nói gì? Ta nói ân tình này của huynh đệ Võ Ca sẽ ghi tạc trong lòng. Võ Gia, tôi cõng anh, những quỷ đằng đó không đuổi theo nữa à? Thần linh ơi, vừa rồi đều là ảo giác. Chỉ vì cứu võ tôn tử ngươi mà ta suýt chút nữa đã chết. May mà tiểu gia ta lanh lợi, lần sau sẽ không làm mấy cái việc ngu ngốc thế này nữa. Tập 10, gặp được cao nhân. Muốn hại gia gia của ngươi, chơi một mình đi. Tử viết, đại nạn không chết chắc chắn sẽ phát tài. Thần linh ơi, đã đến chỗ quái quỷ nào đây? Xem ra đây là ác mộng tự trong truyền thuyết rồi. Không ngờ đi bừa mà cũng tới. Này, có ai không? Này, có ai không? Tiếng đàn này hay thật. Hay là đây là ác mộng lão tăng? Thiên nhân thiên diện tăng, vạn nhân vạn nghiệp quả. Thần linh ơi, đây là mấy thứ gì vậy? Tà môn thật. Tà môn ở đâu chứ? Mặc kệ người. Một cánh cửa kỳ lạ, lại còn biết tức giận. Này, người nói cho ta biết phải ra ngoài kiểu gì đi. Cánh cửa kỳ lạ này hình như không có phản ứng gì. Đừng sờ nữa, ngứa.
Một cánh cửa mà lại sợ ngứa. Bà, ngươi đừng sợ nữa mà. Nếu sợ ngứa thì ngươi thả tiểu gia ta đi. Đáng ghét, lưu manh. Là ngươi ép ta đấy. Thần linh ơi, ngươi làm gì đấy? Này, ngươi đây là mưu sát đấy. Ngươi đợi đấy, sau này ta sẽ dỡ bỏ cánh cửa nhà ngươi. May mà cái cửa này không có chân. Cái chỗ quái thai này có cái cửa thôi cũng nguy hiểm. Đi tiếp về phía trước chẳng phải là sẽ lành ít dữ nhiều à? Mau lên, đừng đi lạc. Đó. Diệu diệu. Tại sao nữa? Chị hơi sợ. Hay là chúng ta về đi? Đã đi đến đây rồi, muốn về cũng muộn rồi. Nhàn nhất, chị có vì bỏ lỡ cơ hội chứng minh bản thân mà hối hận không? Chị nhất định sẽ hối hận. Sẽ lại có người câu cá ở đây. Là ảo giác à? Cô nương, chẳng có phản ứng gì cả. Quả nhiên là một người giả. Ảo giác thôi. Muội muội. Được đấy. Lão ca muội muội, ngươi đang câu gì thế? Đừng nói chuyện. Đến đây, ngươi cầm giúp ta đã. Ta nghỉ tay. Ta muốn hỏi anh, nơi đây là ác mộng tự à? Quyền bởi TV ta đến tìm ác mộng tăng. Anh ăn gì thế? Bánh mộng. Thứ này tên là bánh mộng à? Mùi vị không chỉ là ngon bình thường đâu. Sao chỉ có một cái? Còn không? Này, anh ăn bánh mộng của tôi đấy. Tên khốn kiếp. Anh bảo tôi cầm cần câu giúp mà lại còn trộm bánh mộng của tôi. Anh, kéo cần mau lên.
Đừng có dùng sức như thế. Đáng tiếc, ban sĩ Mộng Linh thích hợp kho tàu nhất bị người phá mất rồi. Thần Linh ơi, lão ca muội muội, là anh bảo tôi cầm cần câu mà, tôi làm sao biết được sẽ là cái thứ bá khí như vậy? Sự sao cũng là cậu đánh rơi cần câu, phải đền cho ta. Thần Linh ơi, được, lần sau tôi sẽ đền cho anh. Hay là anh cho tôi biết ác mộng tăng ở đâu trước đi. Ta không cần cần câu, chỉ cần lần sau mang cho ta 10 cái bánh mộng là chúng ta không nợ nhau. Muốn đi tìm ác mộng lão tăng đấy, nghe thấy tiếng đàn của ông ta chưa? Dù sao ta cũng tiện đường, đi theo ta đi. Được, lần sau tôi mang bánh mộng đến cho anh. Mau đưa tôi đi gặp tên đầu chọc đấy. Tôi nói với anh, lần này tôi tìm ông ta, suýt nữa mất cả cái mạng đấy. Tập 11, Xương Thần Hung Uy. Trời đất ơi, phong cảnh nơi này tuy không kém, nhưng vị trí hẻo lánh quá. Nếu là ta thì chắc chắn sẽ không ở quen. Ồ, nói như vậy thì nơi cậu ở tốt hơn ở đây sao? Không phải tôi bốc phép đâu, lão ca muội muội. Nếu anh đến Dương Tràng ở phố Thái Tử chơi, thì cứ nói là huynh đệ của Nhậm Tiểu Sung tôi. Giờ nắm đấm ra, ai cũng sẽ cho anh thể diện đấy. Đảm bảo ăn ngon, chơi thỏa, vui vẻ khôn cùng. Thật à? Đương nhiên, Nhậm Tiểu Sung. Sung ca à? Ta nhớ rồi. Đến nơi rồi. Đến rồi. Ác mộng tăng ở trong này à? Đúng. Thần Linh ơi, cao tăng đắc đạo, sao lại trông giống một con khỉ thế? Võ sĩ mới của Địch Kiến Tháp, Nhậm Tiểu Sung, tham kiến ác mộng đại sư. Địch Kiến Tháp, Nhậm Tiểu Sung, tham kiến đại sư. Đại sư nói, đã biết rồi. Nhậm Tiểu Sung, ngươi có mang quà đến không? Quà? Lúc đi, chị chủ có nói là cần mang quà đâu. Đại sư, lúc nãy tôi đến hơi vội vàng, không mang theo quà. Lần sau nhất định sẽ bổ sung gấp đôi. Đại sư nói, ngươi không mang quà là không lễ phép. Ta chân mềm yếu không có thiên phú. Về đi. Đại sư không muốn chỉ dạy ngươi. Hắn nào có nói nhiều như thế? Kỳ quặc. Đại sư, ngài xem ta lặn lội xa xôi đến đây, trèo núi cao, vượt sông lớn, vô số lần suýt mất mạng, chỉ mong được đại sư chỉ điểm. Thái độ của ta là vô cùng thành khẩn. Còn việc hiếu kính đại sư, ta nhất định sẽ làm. Đợi ta học được bản lĩnh, tổ yến canh cá, xe đẹp, mỹ nhân, nhất định dâng tặng để đại sư hưởng thụ.
Đại sư xem. Đại sư Từ Bi, niệm hiếu tâm của ngươi, ngài nói lần đầu ngươi tới, không mang quà cũng không tính toán với ngươi, nhưng vẫn phải chịu phạt. Đại sư nói, muốn ngươi chống đẩy 300 cái, coi như trừng phạt. Đại sư, ta may mắn thoát chết, sức cùng lực kiệt, sao có thể chống đẩy 300 cái? 3 cái có được không? Đại sư chưa từng chấp nhận kỳ cào, bây giờ là 500 cái rồi. Đừng thêm nữa, ta làm. Ta còn lâu mới làm. Vị hầu huynh này, diễn xuất của người rất tuyệt, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của ta đâu. Đại sư, ngài mới là ác mộng tăng đúng không? Đừng có đùa tôi nữa. Lúc nãy ngài đứng đó gắng sức nháy mắt, tưởng tôi không thấy à? Ồ, ý cậu nói là thế này ư? Được rồi, Hồng Đào, bị hắn phát hiện ra thì thôi vậy. Ánh mắt không tồi, phát hiện ra từ lúc nào vậy? Tôi phát hiện ra từ lâu rồi. Thực sự là do vị hầu huynh này có quá nhiều sơ hở, không giấu nổi đuôi, không giấu nổi chuối, kinh thư còn xếp ngược, tôi dùng cho hai đều lớn hơn bình thường. Ngài mới là ác mộng tăng, nơi này rõ ràng là phòng của ngài, tôi biết từ lâu rồi. Diệu, đừng lo cho em. Em không tin không đánh lại được hắn. Diệu, thế này nguy hiểm lắm. Chị, đừng tưởng ngươi lợi hại lắm, dám bắt nạt nhàn nhất, bà tiểu thư sẽ xử ngươi ngay bây giờ. Bản tiểu thư nói rồi, sẽ xử ngươi ngay bây giờ. Miao miao.
Diệu Diệu, em lợi hại quá. Diệu Diệu, cẩn thận. Khốn kiếp, ta còn chưa thua. Ngươi, có phải ngươi mơ thứ này không? Đồ ở đây. Ngươi đến đây đi. Ngươi lại đây. Diệu Diệu, em mau chạy đi, mau chạy đi. Đồ ngốc, chị làm gì thế? Ai cần chị? Diệu Diệu, em nhất định phải trốn thoát đấy. Đồ ngốc, mau vứt mộng tinh xuống đây. Diệu Diệu, không được đâu. Mau vứt đi, yên tâm, em có cách rồi. Tập 12. Ngươi đừng có hôn ta. Được rồi, nghiệt xúc. Ở đây không thể lỗ mãng. Hôm nay gảy đàn không tồi. Ngày mai còn 30 bài phải đàn nữa. Không được lười biếng đâu. Lão ca, tôi nói này, nếu anh đã không phải hầu tử, vậy tại sao lại muốn gọi là ác mộng tăng? Đây là biệt danh của ta, cũng giống như là bút danh. Cậu chưa từng đọc sách, không hiểu sở thích của văn nhân đâu. Sách tôi đọc qua quả thực là ít, nhưng mà bạch tháp chủ của Địch Kiến Tháp đã tiến cử tôi là võ sĩ tuyệt nhất đến tìm người để học tập. Nhưng chị chủ nói với tôi có thể thay ra đổi thịt, thoát thai hoán cốt. Lão ca, không, đại sư, người gõ mõ cả ngày rồi, lúc nào bắt đầu dạy tôi đây? Ta biết mục đích của cậu đến đây. Đừng vội, để ta gõ thêm vài lần nữa mới có tinh thần dạy cậu được. Hồng Đào, ngươi đưa hắn đến mộng võ trường chờ ta. Ta sẽ đến sau. Lão ca, tôi theo nó đợi ngài. Ngài đừng đùa ta nhé. Tôi sẽ đến đúng không? Lão ca, cậu yên tâm. Ngươi xuất gia không nói dối. Đại sư, Mặc Quyết Tháp thành thiên, thỉnh cầu luyện giáo.
Võ ca, các người không mau đi đi. Nó không đi. Và người không ứng phó được đâu. Qua đi đi. Diệu Diệu, bỏ ra. Em đừng cố chấp nữa. Mau đi đi. Tôi không đi. Võ ca, muốn đi thì cùng nhau đi. Được thôi. Vậy các người nghe tôi nói. Nhìn bên kia xem đi. Mang cô ấy đi. Võ ca. Võ ca. Đi đi. Phải cẩn thận đấy. Ta ở đây này. Về sức lực, ta không thể nào bằng được ngươi. Nhưng đẳng cấp này của Mộng Linh sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Lúc này bọn họ có lẽ đã chạy được xa rồi.
Đấy. Tên tiểu tử đó đâu? Đại sư, cứu tôi với. Tôi đến rồi. Không phải người nói không trêu tôi nữa sao? Đúng là ta đã hứa không trêu gẹo cậu nữa. Nhưng Hồng Đào trêu hay không trêu cậu, đó là chuyện của nó. Tôi đánh không lại nó. Cứu mạng. Cậu có trêu gẹo nó không? Nó là một con vật nổi tiếng vui giận thất thường đấy. Tôi chỉ hỏi nó thích con khỉ cái trông như thế nào thôi. Ai mà biết nó vừa nghe đã tức giận rồi, đem nhốt tôi vào cái thùng đó. Ta thua Hầu Ca Hồng Đào. Tại sao đừng làm như vậy với ta nữa? Còn cái gì mà rừng vân mộng, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ở đây đến một con khỉ cũng lợi hại như vậy. Cậu ấy à, hỏi nhầm khỉ rồi. Nó khác lạ. Giới tính là điều nó ghét nhất. Chùa ở bên ngoài rừng vân mộng chỉ là điều nhỏ thôi. Nếu như đến cả cảnh tượng hão huyền đều độc thì mới là điều lớn. Muốn trở thành võ sĩ chính thức của Hoa Mộng căn bản là điều không thể. Cậu luyện tập ở Ác Mộng Tự mới chỉ là bước đầu tiên. Mẹ ơi, nghe đã thấy kinh khủng rồi. Thiên Can có 72 phép biến hóa, vẫn còn hơi sớm đấy. Ba đầu sáu tay, bớt đi một chút lực ở tay, khung khẩu toái đại thạch, xương cốt quá kém. Hay là chúng ta bắt đầu từ cân đầu vân đi. Này, cân đầu vân chẳng phải là chuyện của Tông Ngộ Không sao? Cái này có thể học được à? Cậu mới học sao? Học, tôi nhất định phải học. Vậy cậu theo ta. Từ trên đây đi lên đám mây kia. Lão ca, lại đi thang không khí à? Cậu nhìn kỹ đi. Lão ca, anh đang đùa đúng không? Sao rồi? Cân đầu vân có vui không? Chuyện này là sao vậy? Tôi rõ ràng là vui không? Được, không vui. Tôi bị dọa mất hồn rồi. Xem ra thiên tư của cậu quá kém. Chỉ có thể học đơn giản thôi. Đơn giản? Cậu đã nghe nói đến giáng ma thập bát trưởng chưa? Cân đầu vân là trò vui. Vậy thập bát trưởng sao? Học hay không học? Học không không. Lão ca, tố chất của tôi kém. Cái này tôi học không nổi. Học không nổi. Nếu như tố chất kém, chúng ta chỉ có thể học một chút, giúp cậu cơ bản thôi. Cơ bản? Tôi cũng cảm thấy nên học từ cơ bản. Bước đầu tiên của cơ bản chính là định lực. Vào mộng chính là huyễn ảo. Trong hoa mộng, Thái Sơn phía trước đổi sắc. Vạn hoa tụ lại mà lá không ướt. Định lực chính là năng lực cơ bản nhất. Đây có thể luyện tập nên được. Mặc dù phương pháp có rất nhiều, nhưng mà vạn biết bất ly kỳ tông, luyện tập chính là thủ tâm quán lực. Cậu chuẩn bị chưa? Nhìn dáng vẻ của hắn, có phải lại muốn làm gì ta đấy chứ? Có điều, muốn giống như cô chủ. Lão ca, bất kể phương pháp mà anh nói là gì, là một võ sĩ ưu tú nhất của kiến tháp,
Đối với tôi mà nói, chắc chắn là không thành vấn đề. Có điều, chúng ta nói xong rồi nhé. Anh mang những phương pháp đó nói cho tôi đi. Sau đó, tôi sẽ chọn một phương pháp phù hợp nhất với tôi. Như thế có vẻ tốt hơn. Được thôi, Nhậm Tiểu Sùng. Rất nhiều võ sĩ đến ác mộng tự này, cậu là người đầu tiên kém chọn. Cuối cùng thời cơ cũng thay đổi rồi. Được quyền bởi TV hay trả xe hoàng bào cũng đã thành xe dê kéo rồi. Chúng ta đổi cho nhau rồi. Nào, thêm chút nhạc đi. Không vấn đề gì. Khiến nhân hạ thái, ta chính là muốn làm như vậy. Tham khẩu lạc khẩu đều được, đủ cho cậu rồi. Đến đây. Luyện tập thông qua còn phải tặng quà đặc biệt nữa. Ta cho cậu ba sự lựa chọn. Đầu tiên gọi là quỷ vương đoạt hồn pháp. Không phù hợp. Vậy thứ hai gọi là vạn thú huệ nhan. Đại sư, có lẽ vẫn còn chứ. Lại không phù hợp à. Vậy thì cái thứ ba, mỹ nhân khi tâm pháp. Chọn được chưa? Hay là để ta chọn giúp cậu? Không, đừng, để ta suy nghĩ một chút. Bất kể chọn cái nào, nhất định đều không phải chuyện tốt. Đại sư, tôi chọn xong rồi. Vì để luyện tập bản thân, tôi chọn cái khó nhất. Đúng. Tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng nghĩ xem, cửa mỹ nhân khó biết bao. Ta không thoát được, nhất định được khuyên ta thay đổi. Để mỹ nhân thả mã đến đây đi. Anh hùng. Đây là cá rầm. Trời, bạch mơ là già, kho tiêu thôi.
cặp ra. Tiếp tục. Cái dây mày cỡ 20 con là ok. Ngon. Quá đỉnh luôn. Bệnh giờ chả biết làm cái gì. Vì con cá kim mắm thôi. Cái trứng nút trời mưa, nói là trời mưa nữa rồi. Anh có mấy con mưa nữa rồi. Cá trắng, cá trắng. Cá trắng cá tiêu. Rồi mưa rồi các bạn ơi. Nhắn về luôn. Có đi ít ít cá và cá tiêu mày vậy. Mưa rồi, mưa rồi. Chán thiệt. Rồi, chắc mình kết thúc clip này, mình về thôi nha.